Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành chủ tịch nước thứ 11 kể từ năm 1945 và là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử được bầu giữ chức người đứng đầu nhà nước. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước hôm 2 tháng 4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 67 tuổi, cử nhân kinh tế, quê ở Quảng Nam. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, 11, 12, 13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội ba khóa 11, 13 và 14. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ông trở về làm cán bộ ban quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, từng bước trưởng thành với nhiều vị trí công tác ở quê nhà. Từ chuyên viên, phó văn phòng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Chủ tịch Hội khoa học Kinh tế Quảng Nam, Đà Nẵng, ông làm giám đốc sở du lịch kiêm chủ tịch hội đồng quản trị khu du lịch Furama Đà Nẵng, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Từ năm 1997 đến 2006, ông làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Tháng 3 năm 2006, ông giữ chức phó tổng thanh tra chính phủ, sau đó làm phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng chính phủ, rồi bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ. Tháng 8 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm phó thủ tướng, 5 năm sau được Quốc hội bầu làm thủ tướng. Tại đại hội 13, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là hai trường hợp đặc biệt tái cử Trung ương và được bầu vào bộ chính trị.